Hai, hôm nay chán quá, không biết có gì coi không ta? Hả? Gì? Anh ơi, reaction video lồng tiếng hài của Minecraft đi anh. Video Minecraft lồng tiếng hài hả? Nghe lạ quá ta. Ok, để kiếm coi thử coi. Ok, và hai, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau reaction một cái video Minecraft nha anh em. Thì trước khi vào video này các bạn đừng quên kéo xuống bên dưới, nhấn vào nút đăng ký kênh YouTube của mình để ủng hộ cho mình nha anh em. Và những bạn nào đang mong chờ video Vùng Đất Chết thì ngày mai sẽ có tập tiếp theo cho anh em xem nha. Cảm ơn các bạn đã luôn luôn ủng hộ cho Vùng Đất Chết nha. Yêu anh em vãi nồi luôn. Ok, và hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau reaction thôi nào. Và trước khi xem video này, mình sẽ kéo xuống bên dưới nè, đăng ký, sau đó nhấn vào cái chuông nè. Rồi, rồi sau đó like cho bạn ấy một cái. Ok, đăng ký và like cho bạn này rồi. Bây giờ chúng ta cùng nhau vào xem video thôi nha mấy bạn. Let's go. Anh xem thực chất thi nhân chu chim thò ra là la la. Hey, hình như mới vừa thấy hình bóng của ai rất là đẹp trai trong miếng kiến thì phải. Đó là ai vậy ta? Đó là tôi chứ ai. Không cần mấy em khen đâu, tôi biết là tôi đẹp trai rồi. Lúc sinh ra là tôi đã đẹp trai rồi. Không những đúng mà khuôn rồi. Mặt đẹp, trời ơi, mà body còn sáu múi nữa. Phải nói đúng tôi rồi. Là một người đàn ông hoàn hảo nhất trên cuộc đời này mà bao cô gái hằng mơ ước. Chuẩn nghe bạn ơi, mình cũng vậy nè. Mình cũng body 6 múi nha, không tin nữa, dạch bụng cho các bạn coi nè. À thôi khỏi đi. Mày quá, mày quá. Không được, được. Mấy bạn làm sao thấy được 6 múi của mình được. Like đi, mình cho coi 6 múi. Ok, giỡn thôi. Rồi, 7 miếng kiến luôn rồi. Tôi có nói gì sai đâu trời. Chắc tại miếng kiến này nó ganh tị với sắc đẹp của mình đó. Thôi, đúng rồi, miếng kiến ganh tị với thầy á thầy. Đây là miếng kiến mà thực. Và giờ đây ta đã có hình dáng giống như là Herobrine. Thân xác này sẽ rất là hữu ích đây. mấy bạn ơi, thầy giáo Herobrine bị một con ma ở trong kiến copy hình dáng. Chết rồi, không biết chuyện gì sẽ xảy ra đây. Chúng ta cùng nhau xem tiếp nha. Ê, thầy chờ tôi kìa. Adu, giọng thầy hôm nay kỳ với mày. Sao mắt thầy đỏ lên vậy? Chắc thầy thức cài queo trên sân tùng nhiều quá. Bây giờ thì bị viêm họng với đỏ mắt luôn rồi đó. Chứ tao thấy hôm nay giọng của thầy kỳ lắm nha. Phải không rồi mà. Thầy thức cày view cho Sơn Tùng, phải rồi. Chúng ta đã học đến bài nào rồi tất cả các em? Nghe giọng này đã nghe lắm mẹ. Đi ra, đi ra chỗ khác. Tao thấy thầy hôm nay sao sao á. Hôm qua là Chủ Nhật làm gì có học mà học đến bài nào. Tao không có biết. Đúng rồi, thầy giả đó. Trời ơi, nhìn mày thấy ghê lắm, mày hiểu không? Nhưng mà tôi sợ. Ủa, mày ngộ, mày sợ tao không sợ hả? Ê, cho ôm xíu đi. Mày lợi dụng mày hiếp dâm tao đúng không? Phải rồi, thanh niên là lòng tiếng hài phải trưởng các bạn ơi. Phải rồi, mày lợi dụng mày ôm mày hiếp dâm tao đâu. Phải rồi, đừng bỡ bãi. Bạn bè bao nhiêu lâu bây giờ tao mới biết mày là con BD. Trời ơi, bây giờ tao mới biết. Bao lâu nay ngủ chung với mày, ăn chung với mày, tắm chung với mày. Trời ơi, còn gì là hành xương của tao nữa. Trời ơi. Rồi hung luôn. Bỡ bãi trưởng. Hung luôn rồi các bạn ơi, phải rồi được. Trời ơi, sao tôi lại hung thằng quỷ ma chân trắng này. Trời ơi, giờ tao nói một năm nó mới xúc miệng một lần mà trời đất mẹ ơi, sao hung chú cái miệng của nó vậy. Lần này là xúc miệng 80 hũ kem đánh răng cũng không hết thúi nữa. Chết tôi rồi, trời ơi. Tôi yêu cầu các em học sinh bận áo xanh xanh đó nghiêm túc lại được không? Và giữ vệ sinh chung đi, em làm thi ghê quá. Đúng rồi, ói đầy lớp ta. Ơi mà thầy, em có làm gì đâu. Em bận áo xanh này còn cãi sao? Quá đấy. Cái gì vậy? Trời, cái gì vậy thầy? Em dám cãi lời tôi. Qua bên này. Ui, trời. Ai dám to gan bắn ta? Là ta, ngươi là ai mà dám vô lớp của ta? Thầy Herobrine thật của chúng ta đã xuất hiện rồi các bạn ơi. Thầy ơi, cố lên, em ủng hộ thầy. Để coi coi thầy sẽ gọi là giải quyết cái tên giả mạo này như thế nào đây. Thầy xuất hiện rồi. À vậy cái đồ giả mạo, ngươi là yêu quái vương nào từ đâu ra hả? Biến khỏi cái lớp của ta mau, trước kia ta búng trứng cút của ngươi cái đồ giả mạo. Ngươi mới chính là đồ giả mạo đó. Ta là người đến trước và ta là thật. Mình đố mấy bạn fan nha, là trong hai ông thầy này làm cách nào để phân biệt được ông nào là thật, ông nào là giả? Mấy bạn bình luận cho mình biết nha, làm cách nào để phân biệt được nào. Bạn nào bình luận đúng á thì mình sẽ like cho bạn đó một cái nha. Ở thả tim nữa nha. Ok. Ê, từ từ anh em
bình tĩnh nè, em bình tĩnh nè. Bây giờ á, có cả hai người, tôi không biết người nào thật, người nào giả. Hay là mình đem hai người ra lấy thùng bún như chiên cút. Người nào còn sống thì đúng là thầy của mình. Anh em phải rồi, lấy thùng bún 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 chiên cút. Ủa, không được thôi. Vậy hai người sẽ thi đấu với nhau nha. Hai người sẽ thi đấu với nhau trong vòng 3 ván. Người nào chiến thắng nhiều hơn sẽ là thầy của mình. Chị thầy của mình luôn hoàn hảo. Được, ok. Chắc là sợ ngươi à, bắt đầu đi. Ta sẽ cho ngươi biết thế nào là sự hoàn hảo của thầy giáo Master Cool. Các em xem clip thì nhớ ủng hộ thầy nha. Bấm vô like. Dạ, em ủng hộ thầy à, thầy ơi. Cổ vũ tinh thần cho thầy em nha. Em subscribe cho thầy luôn rồi. Vô. Xin chào quý vị khán giả đã đến chương trình so tài giữa hai ông thầy bún chứng cút. Ở lộn, so tài giữa hai ông thầy thật và giả. Trước màn hình quý vị đây là hai ông thầy hoàn toàn giống nhau. Người đứng bên phải chúng ta tạm gọi là thầy 1, người đứng bên trái là thầy 2. Xin một chàng pháo tay đi cổ vũ tinh thần cho hai. Đố với bạn, thầy 1 và thầy 2, thầy nào là thật? Bạn nào bình luận đúng thả tim nha. Rồi đây là khán giả cũng là ban giám khảo chính cho cuộc thi này. Tôi xin tuyên bố cuộc thi chính thức bắt đầu. Vòng 1, vòng vẽ tranh. Mỗi bên phải vẽ cho mình một tác phẩm thật đẹp và ban giám khảo sẽ chấm điểm. Được rồi, tưởng gì khó. Hey, xem lại đây. Trời ơi, bây giờ vẽ cái gì đây? Dám bắt ta vẽ tranh không? Vẽ tranh hả? À, ông thầy giả này không biết vẽ rồi. Ta như ông thầy quê mùa kia. Vẽ bằng phép thuật hả? Chơn gian rồi, chết rồi. Các đứa nhóc phải thích tác phẩm này thôi, vẫn không cần phải chỉnh. Hết thời gian rồi, xin hai thí sinh của mình ngừng tay. Và bây giờ xin mời tất cả ban giám khảo hướng về màn hình để chúng ta chấm điểm và đưa ra nhận xét tác phẩm đầu tiên của thí sinh thứ hai. Bức tranh Happy Birthday Hero Ray. Xin mời ban giám khảo cho điểm. A cộng, khỏi cần nói nhiều. Đáng ra là em sẽ cho thầy cao điểm hơn. Nhưng mà thầy chỉ có vẽ cái đầu không vẽ chân cút của em. Nên cho A cộng đúng thôi đó. A cộng luôn. Sao mấy thằng này sao mấy thằng học sinh này thằng nào cũng cứ đòi vẽ chân cút là sao vậy? Bảy nồi. Cho thầy A cộng nha, em biết thầy lúc nào cũng vẽ xấu hết á. Em tin tưởng thầy mà. Ba giám khảo còn lại. Yeah, cảm ơn tất cả các em rất nhiều. Dạ thầy hai đã được 6K cộng. Xin một chàng pháo tay cho sự xuất sắc của thầy hai. Rồi, bây giờ chúng rồi. Ta sẽ cùng đến với tác phẩm của thầy một. Tác phẩm thiếu nữ trong chuồng heo. Xin mời quý ban giám khảo xem qua và cho kết quả. Chứ tôi là thấy quá ngon. Quá ngon. Ít cộng nè. Ôi thiếu nữ trong chuồng heo kia. Còn chỗ nữa là thêm dấu cộng rồi. Hết cho điểm nổi luôn. Không cho điểm nổi luôn. Rồi xong. Lớp học này tàn mấy thanh niên mê gái không mấy bạn ơi. Xong rồi. Chết ông thầy thiệt rồi. Ít cộng nha. Em cái là thích tác phẩm này luôn. Ít cộng nặng tiếng đi mọi người ơi. Ít cộng đi. Ít cộng nha. Úi giời ơi, em sẽ lấy tác phẩm này về treo đầu giường nha thầy. Em biết chắc chắn là thầy sẽ đồng ý rồi. Em cảm ơn thầy nha. Mời gái vậy. Chưa nói gì mà. Ê, nhưng mà không sao, cái đó vẽ bằng phép thuật nó sẽ mau chóng biến mất thôi. Qua vòng thi đầu tiên, thầy một là người chiến thắng. Yeah. Không thể chấp nhận được thầy nó mà nó còn không nhận ra mà. Thầy nó mà không nhận ra luôn. Phải rồi. Cục đá thành cục cức. Ủa lộn. Người nào biến cục đá trước mặt thành khối kim cương sẽ là người chiến thắng. Ta chắc chắn sẽ thắng người cái đồ giả mạo. What the hell? Sao biến cục đá thành cục kim cương được? Tính ra cục đá mình đào thì nó chỉ ra được cục đá thôi. Sao ra cục kim cương được vậy? Ok. Nếu người có bản lĩnh. Phục nước miếng. Thầy chơi dơ. Nhất bị thí sinh thứ hai chơi dơ. Nhưng mà không sao. Ở dơ sống lâu ăn cứt châu bất tử. Cũng thấy thứ hai. Phải rồi. Ở dơ sống lâu ăn cứt châu bất tử. Ờ đúng rồi. Câu này nghe hoài rồi. Nhưng mà nghe lại thấy nó bựa vậy trưởng. Ngày chính thức bắt đầu. Thấy ai vuột tay rồi. Ui da. Ê, em có làm gì đâu mà thầy. Nó ghim nguyên cây cúp vô trong cái chân cúc của con heo luôn các bạn ơi. Phải rồi, trời, tội nghiệp. Nhìn cái mặt đó kìa. Phải rồi thiệt. Chỉ vô kè tim của em. Thầy à, tràn lan nữa rồi thầy ơi. Thầy xin lỗi em nha Miss Man, thầy không có cố ý đâu. Trả thầy nha. Đáng đời, ai bị phóng vô kè tim người ta làm gì. Không có kinh nghiệm thì đừng ở đó mà to mồm. Xem ta đây. Rồi, ông thầy giả làm gì đây? Oh no. Dính lần thứ hai.
kỳ này. Hồi nãy là trúng một cái là bởi có một cái trứng cút thôi, trúng hai cái là bởi hết hai trứng cút luôn, khỏi còn cái nào xài nữa rồi. Bữa vậy. Tao ghét cái ông thầy này. Ừ, sao ngươi dám làm vậy với học trò của ta, rồi nó vỡ trứng cút chết rồi sao? Ta thức. Vỡ trứng cút chết là sao? Ta khỏi kim cương của ngươi, xem đây. Ôi trời ơi, chuyện gì đang xảy ra vậy? Ngươi đã làm gì mà mặt ngươi đen thùi lùi như giấy chó vậy? Trời ơi, tội nghiệp thầy quá. Em sẽ cho thầy ép trừ để an ủi thầy nha. Xem khuôn mặt đáng thương kìa. Nhìn ta mà học hỏi đi này. Đây là cục kim cương nguyên khối, trọng lượng hơn 10kg và trị giá lên tới 50 tỷ. Wow, lần đầu tiên em thấy viên kim cương bự vậy luôn á, trời ơi. Mấy bạn để ý không? Cái ông thầy giả toàn sử dụng phép thuật không à. Nhưng mà ông thầy Herobrine thật, ổng cũng là kiểu dạng là có phép thuật mà ta sao ổng không sử dụng ta. Mình nghe nói là Herobrine là phải có phép thuật chứ nè. Kỳ vậy. Kim cương tất nhiên là phải đẹp rồi. Thầy số 1 từ nãy giờ thắng quá trời luôn. Rồi nó chơm luôn. Nhanh quá vậy. Nó chơm luôn cục còn lại luôn. Chứ thật ra chỉ là một cục đá mà thôi. Một lũ ngốc nghếch. Vâng, kính thưa quý bà con cô bác, anh chị em thân thuộc gần xa, vòng này là thầy một lại chiến thắng rồi. Vòng cuối cùng là vòng thảy chai. Không những các thí sinh của chúng ta phải thảy chai đứng mà phải thảy chai một cách đầy nghệ thuật. Chẳng hạn như thảy vào trứng cút và đó là đầy nghệ thuật. Một nghệ thuật ăn đấm hết sức là điêu luyện. Rồi thầy hai với hai màn thua sắp mặt thì thầy sẽ được quyền thảy chai trước. Phải dẻo dai sức khỏe mới thảy chai được. Mục tiêu mà tôi thảy lên sẽ là bàn của ban giám khảo. Quay tay đại pháp. Hey. Quay tay đại pháp. Tao thấy cái chai đông gáp. Trời ơi nó bay cao quá mày ơi, tao không nhìn thấy luôn á. Tao không giống mẹ, tao đâu nhìn thấy gì đâu. Ôi kìa, ôi kìa. Ê. Ôi. Ơi, thấy một chai được hai chai mày ơi. Trời ơi, cái này quá bình thường, không có gì. Thấy một chai được hai chai vậy nồi. Vậy nồi thấy một chai được hai chai. Đúng rồi, A cộng thôi. A cộng. Em cũng A cộng luôn. Ủa sao làm mày cho thấy ơ cộng luôn hả? Ủa đâu có, tao lộn á. Cái này mới đúng. Trời ơi, nó đã đồng nào mà nó đối xử với tôi như vậy, không biết. Tôi sẽ đập vô trứng cút em một ngày không xa đâu ra. Còn gà. Chống mắt lên mà xem ta thấy trai đây này. Rồi, để coi ông thầy giả ông làm sao nha. Cạnh với bạn tụi mình ông chọi gì mày ơi. Trời ơi, chúng cái chai vô đầu là lỗ đầu chết luôn á. Oh my god, thầy ơi, đừng chọi thầy ơi. Oh no, baby. Ôi trời ơi, tụi bay, chuẩn bị, la. À, tính ra là ông thầy số 1 á, ông chọi một chai, ông được hai chai. Ông này ông chọi cũng được có một chai thôi mà. Tính ra ông thầy số 2 phải thắng chứ nha. Kỳ quá à. Dư giỏi lắm baby ơi, anh yêu em. Ủa lộn, em yêu thầy. 3-0 là kết quả chung cuộc và người chiến thắng đó là... Ê, chưa, từ mày ơi. Thế như vậy thì chưa phân chia thắng thua được. Tao có đúng một rồi. Câu hỏi này. Một bài toán vô cùng đơn giản mà thầy thật sự của mình có dạy mình thì mới biết câu trả lời là gì thôi. Nếu trả lời không đúng sẽ bắn bỏ và người đó sẽ là thầy giả. Cố lên nha thầy thật, em tin thầy. Ok. Phải rồi. Thanh niên zombie này chơi lớn vậy. Mấy bạn nhìn thấy thanh niên zombie này cầm cây súng, mấy bạn tưởng tượng đến ai không? Mày thấy cái này là gì không? Súng không ơi. Đúng rồi đó, chân dần. Trả lời không đúng sẽ bắn bỏ và người đó sẽ là thầy giả. Cố lên nha thầy thật, em tin thầy. Ok. Thầy thật cố lên. Lại trực tiếp chính thức bắt đầu. Kết quả cuối cùng là gì vậy mấy em? Dạ thưa thầy, kết quả cuối cùng là bằng 1. Rồi hai người cho kết quả đi. 1-1 bằng mấy? Phải rồi, cái nhạc đừng bao giờ xem thường người khác. Phải rồi. Ok các bạn ơi, hai bài chương. Cái nhạc đừng bao giờ xem thường người khác. Oh my god. Tôi tặng mấy bạn một câu: đừng bao giờ xem thường Phong Cận TV.
nảy nồi thiệt. Hài vãi trưởng. Ok, thì nói chung thì mình cũng đã reaction xong cái video của bạn MV Channel này rồi. Thì mình nói thật là cái bạn này làm video cực kỳ hài luôn và mình rất là thích. Thực sự thì có lẽ là sau cái lần xem này thì chắc là mình sẽ còn reaction nhiều nữa. Thì thật sự thì mình rất là ủng hộ bạn MV Channel này làm những cái video hoạt hình Minecraft rất là hài luôn. Đó, coi rất là hài, mặc dù là nó có gọi là nhắc đến trứng cút rồi tùm lum la, nghe nó hơi tục xíu nhưng mà nó hài, hiểu không? Nó hài vậy trưởng. Ok, cảm ơn bạn đã làm một cái video rất là vui để cho những bạn fan của Minecraft có thể xem và đem lại tiếng cười cho mọi người. Ok, cảm ơn bạn MV Channel rất là nhiều. Mình đã like và đăng ký ủng hộ cho bạn rồi nha. Ok. Và ok, cảm ơn anh em đã xem video này. Nếu như anh em thấy thích video này thì đừng quên like, share và đăng ký ủng hộ cho kênh YouTube của mình nha. Ok, bye bye, hẹn gặp lại anh em những video lần sau. Tạm biệt, yêu anh em vãi nồi. Nếu các bạn muốn mình reaction tập nào nữa thì các bạn nhớ bình luận cho mình biết nha. Ok, bye bye.